Chương trình này được bảo trợ bởi Tổ hợp luật sư lên Gọi ngay Mango Tours 866 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. À, thưa quý vị, khi mà cảnh sát đi làm việc á, thì cũng có những cái chuyện mà nó dở khóc dở cười. Dĩ nhiên khi mà đột nhập vào những cái nơi để kiểm tra là trong cái lúc đó làm là mang cái tính luôn luôn là nghiêm trọng rồi. Nhưng mà sau khi cảnh sát ở Los Angeles đột nhập vào một cái trung tâm y tế ở San Fernando Valley để mà kiểm tra, để xem coi có một cái đơn giống như là tố cáo đột nhập vào đó để kiểm tra coi có trồng cần sa hay không. Nhưng mà cuối cùng là không thấy cần sa gì hết. Chỉ thấy ở đó là có những cái thiết bị y tế, rồi có cái cái máy MRA, á, máy mà chụp hình MRA đồ này kia. Thì bây giờ cái vụ đột nhập này là xảy ra vào tháng 10 của năm 2023. Bây giờ cái trung tâm y tế đó đó nộp đơn kiện lại cảnh sát của San Fernando với lý do là đã làm hư cái máy này của họ. và tại sao hư là bởi vì á cái máy này nó hít cái cái khẩu súng của ông cảnh sát vô trong đó. À, trong cái phòng này đã nói rằng là có cái cảnh báo là bước vô trong phòng này không được mang những cái kim loại vào trong đó bởi vì cái máy này nó nó hít vô. À, thành ra ông này là bất chấp nói là cảnh sát mà đi vào để kiểm tra thành ra là chắc là ông này ông cầm cái khẩu súng vào thì súng trầm trên tay như thế này đi vào trong đó thì khi mà đi vào trong kiểm tra thì không có thấy cần ra đâu hết nhưng mà cái máy đó thì nó báo động lên thì cái cái khí mà người ta nói là cái à, nó hàng ngàn cái lít khí heli trong đó nó hít một cái cái khẩu súng của ông nó giống như là cục hít vậy đó, nó nó hít vào trong cái máy làm cho cái máy nó bị hư thì lúc đó người ta phải nhấn cái nút gì đó thì cái khẩu súng nó mới nhả ra được rồi cái băng đạn gì của ông nó cũng bị hít vào trong đó luôn thì khi mà cuối cùng khám xét không có gì hết thì ông nó rời đi thì lấy khẩu súng ra nhưng mà băng đạn thì còn ở đó mà bây giờ cái máy này nó bị hư rồi thì bây giờ cái máy này có rất là nhiều tiền bây giờ bây giờ cái trung tâm y tế đó họ độp đơn họ kiện yêu cầu cảnh sát phải bồi thường nguyên một cái dàn máy này wow. cho trung tâm y tế. À... <laughs> những, nó cái những cái trường hợp mà nó rất là đi làm việc nó có những cái trường hợp nó nó trớ trêu như vậy. <laughs> à, đó là lý do tại sao mà khi mà quý vị nào mà chúng ta đã từng mà là chúng ta tham gia những cái cuộc chiến ở ở Việt Nam hay là chúng ta là lính Việt Nam Cộng hòa đó thưa quý vị thường thì những ông bà đó vào trong ở cơ sở y tế ở đây mà chụp hình MRI á thì những nhân viên đó người ta có hỏi là đã từng có bị thương hay chưa à, và bị vết thương như thế nào thế nào để mà cho người ta khám xét tại vì nhiều lính Việt Nam Cộng Hòa ừ. bị thương vẫn còn những cái mảnh đạn nhỏ nó nằm ở trong cái cơ thể của những người đó ừ nếu như mà chúng ta không có khai báo với lại nhân viên y tế hay là chúng ta không có gọi cái hồ sơ y tế của mình đó không khai báo rõ những cái vấn đề đó khi mà vào chụp hình MRI này nó sẽ xảy ra những cái tình trạng tổn thương mà có thể là gây tử vong cho cái bệnh nhân mà đang chụp hình ở trên MRI, MRI luôn thú vị thì đây là một trong những cái thông tin mà Lê Thái thấy là nó nó cũng thú vị đó nhưng mà song song đó thì cũng rất là nguy hiểm nếu như mà chúng ta không biết được rõ những cái điều kiện những cái điều lệ khi mà chúng ta vào chụp hình à, chụp vào trong cái máy mà MRI này à, chị Lan nói là những cái những cái người cảnh sát người ta đột nhập vào trong căn nhà người ta không thấy cần sa không thấy gì hết người ta chỉ thấy một cái máy này thôi nhưng ở đây một cái lực lượng gọi là lực lượng cảnh sát của Hoa Kỳ đột nhập vào trong một cái căn nhà thưa quý vị và khi mà đột nhập vào trong căn nhà đó đó thì người ta không phát người ta đang đang tìm kiếm tội phạm những cái tội phạm vượt biên tội phạm về uh, ma túy nhưng đột nhập vào không thấy gì cả thấy một cái con liger không biết là chị Lan hay là quý vị có bao giờ có nghĩ rằng là cái con sư tử nó lai được lai được với con cọp hay không con ừ. sư tử với con cọp có phải có lai lai giống lầy được với nhau không biết nữa không biết được không không biết rồi ở trong tự nhiên á, thì rất là hiếm, rất là hiếm có, có chứ không phải không có. Nhưng mà ở những gọi là những cái vụ mà lai tạo này thường thường nó nằm ở trong cái vấn đề là người ta nuôi nhốt nhân tạo và cái tình trạng mà gọi là con lai lai là như thế nào, giống như quý vị thấy ở trên màn ảnh, con lai là có con như thế này, nó là cái sản phẩm được lai tạo ra giữa cái con lion là cái con sư tử ừ. đực và cái con tiger là có con, cặp. Con cặp cái con con cọp cái, thì nó ra cái con lai nhưng nếu như cái con cọp đực như quý vị thấy trên màn ảnh này nó tên là con tiger gì phải không mà nó lai tạo với lại con lion là con sư tử cái thì nó sẽ là ra là, là cái con tiger tiger phải chứ không phải lion có nghĩa là hai cái tên này là hai cái tên đặc biệt dành cho những cái con vật đã được lai tạo ra bởi hai cái giống là sư tử và cọp thì đây là một trong những cái hiện tượng lai được một cái cơ quan môi trường ở mexico người ta bắt giữ sau những cái điều tra về các hoạt động bạo lực gần đây tại thành phố là kyam Del Soto gần biên giới giữa Texas, Hoa Kỳ và biên giới của Mexico. Trong lúc mà những cái nhân viên thực thi pháp luật người ta tìm kiếm những cái tội phạm gần ba cái bất động sản, ba cái khu đất bỏ hoang ở ngay khu vực biên giới này thì người ta vào bên trong người ta phát hiện ra là một cái con lai là cái con mà quý vị thấy trên màn ảnh đó là nó lai giữa có con sư tử đực và con hổ cái đang sống trong một trong những cái bất động sản trong những cái khu nhà bỏ hoang đó và được nhốt trong một cái phòng và được uh, không biết là có ai trong đó cho ăn hay không nhưng mà nó nó vẫn mập mạp và sức khỏe vẫn là rất là tốt nhưng riêng ở trong cái nhà đó thì những nhân viên thực thi này người ta tìm thấy rất là nhiều cái vỏ súng quần áo uh, gọi là quần áo chiến thuật những cái gọi là của những cái người mà làm trong cái công việc là gọi là uh, có thể là lính hay là bắn phá này nọ hay là những cái người mà gọi là uh, vũ khí đó, thưa quý vị sử dụng vũ khí đó. Rồi có những cái hộp đựng súng trường một cái chiếc xe bán tải Toyota Tundra năm 2020 bị đánh cắp. Được báo cáo là bị đánh cắp ở Texas luôn cũng đã được tìm thấy tại cái ngôi nhà này. Riêng cái con Liger này mà quý vị thấy ở trên màn ảnh đó, được các quan chức người ta tìm thấy tại ngôi nhà này á, là khoảng là 1 năm 2 tháng tuổi. Tình trạng sức khỏe của con này rất là tốt và hiện nay thì đã được đưa về cái nơi bảo vệ môi trường của Vrofipa, để bảo vệ và giữ an toàn. Quý vị thấy trên màn ảnh là nó đang được nhốt trong cái chuồng này. Và đây là một trong những cái con liger được uh, uh, người ta tìm thấy phát hiện ở trong cái bất động bất động sản này. Hiện tại thì theo báo cáo của uh, tạp chí mà National Geographic thưa quý vị thì cái loài liger này không được tìm thấy trong tự nhiên và thường là kết quả của quá trình người ta lai tạo trong điều kiện nuôi nhốt và nó có thể cao tới khoảng là 5 feet và có thể nặng gấp đôi kích thước của những cái con sư tử cha và con hổ mẹ của chúng trong uh, trong uh, gọi là uh, Cơ bản á, là những cái con được lai tạo này nó nặng gấp đôi con ba và con mẹ luôn. Wow. Yeah. Cái đó là cái con uh... Liger. Liger. Còn bây giờ đến con, cái con này nó tên là cái con đình Con này không biết là có quen với lại Lê Thái không. Như những cái con gì phải hỏi Lê Thái. Đây là gọi là con Hàm Mã Lùng. Uh, con này ở Thái Lan. Họ nói là nó mới có xuất hiện chỉ một tháng sau thôi một tháng thôi nó xuất hiện ở trên facebook mà bây giờ nó nổi tiếng vô cùng à, con này á thì uh, trong thời gian qua có một cái anh chàng ở bên Thái Lan anh nuôi con này ở trong uh, sở thú uh, sở thú kêu là khao kheo ở bờ thủ đô Bangkok của Thái Lan uh, anh ta cứ uh, chụp hình những cái cái khoảnh khắc cái mặt của con uh, uh, hà mã con này À, coi mà cái giống nó kêu là hà mã lùng thì anh ta những cái khoảnh khắc của nó thấy dễ thương anh ta cứ chụp anh ta post lên trên facebook nhưng mà không ngờ tự nhiên đến một cái lúc thì mạng xã hội mà có lúc tự nhiên người ta để ý đến người ta truyền 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 nhau thế là nó trở nên nó nổi tiếng nó quá là nổi tiếng và người ta đua nhau để người ta xem những cái khoảnh khắc mà dễ thương của nó và người ta truyền nhau rồi bây giờ những người nào mà ở gần thì người ta cứ đua nhau đến cái sở thú này để mà người ta xem còn người nào mà ở xa đó thì người ta cứ xem những cái vào trong youtube hay là facebook người ta xem những cái clip mà liên quan đến cái con hà mã này con mẹ lẫn cái con con cái con hà mã con này thì nó nó gọi là hà mã lùng tức là hai cái con nó đều rất là bé rồi từ giờ mở cửa cho đến cái lúc mà kết thúc có nghĩa là lúc nào cái sở thú nó cũng đông nghẹt người người ta đến người ta coi rồi người ta quay phim người ta chụp hình cái con này thì nó mới có gọi là nó mới có à, hai tháng nó muốn mỉm vậy đó những cái khoảnh khắc của nó người ta đều thích coi hết có người thì phải lái xe đến cả trăm km đi coi rồi có người thì cứ suốt ngày là mở những cái clip liên quan đến nó để mà coi cho nên là những người mà chủ nhân của sở thú cũng nói rằng là người ta không ngờ rằng là liên quan đến nó người ta thích như vậy rồi bây giờ những cái sản phẩm mà in hình của con hà mã lùng này bắt đầu cũng bán rất là chạy, áo thun rồi nón rồi ngay cả tất cả rồi người ta cũng đặt cái tên cho nó, tại sao cái tên của nó là modern? Modern như vậy có lẽ là à, thịt lợn nảy có nghĩa là giống như một loại thịt viên vậy đó, cái tên đó là cũng được người ta đưa lên để chọn tại vì liên quan đến nó trước đó là có tên là thun tức là thịt lợn hầm rồi uh, muwan là thịt lợn ngon và cái này đặt tên cho nó là modern tức là như vậy. Rồi người ta phải đi ghi, ghi, hôm qua Ngọc Lan có nói về bản quyền đó Thì sở thú này là đi đưa cái hình con này lên, đăng ký bản quyền luôn Để đừng có ai lấy cái hình nó để mà làm những cái sản phẩm khác Thì họ sẽ kiện, cái này là giờ là độc quyền của cái sở thú này đủ thứ hết Đó chỉ từ một cái chuyện rất là nhỏ mà người ta có thể kiếm tiền được rồi Xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại